bốn niệm trụ cũng không tăng không giảm bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng không tăng không giảm bốn tịnh lự cũng không tăng không giảm bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm tám giải thoát cũng không tăng không giảm tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng không tăng không giảm pháp môn giải thoát không cũng không tăng không giảm pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không tăng không giảm bậc cực hỷ cũng không tăng không giảm bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân cũng không tăng không giảm năm loại mắt cũng không tăng không giảm sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm pháp môn tam ma địa cũng không tăng không giảm pháp môn đà la ni cũng không tăng không giảm mười lực phật cũng không tăng không giảm bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm, pháp không quên mất cũng không tăng không giảm, tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm. Trí nhất thiết cũng không tăng không giảm, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm này thiện hiện các đại Bồ Tát, nương vào sự không tăng không giảm này mà phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa, do pháp môn này tập hợp các công đức mà chứng quả vị giác ngộ cao tột.